Và điểm số của mình 2-0. Vâng, rất hay. Và chúng tôi cũng đề nghị số lớn của bên phía đội tuyển Quốc Minh. Vâng, chị hãy mở khẩu trang của mình ra để đảm bảo cho công tác truyền thông của giải đấu được tốt. Rất hay. Được pha đánh bóng rất hay và được pha bóng trắng cũng có thể nói là rất hay. Điểm cho Gia Lâm Hà Nội 2-0. Trong sân điểm cho Hà Nội 3-2. Một pha bóng bóng có thể nói rất nguy hiểm của vận động viên bên phía đội tuyển Gia Lâm Hà Nội. Gia Lâm Hà Nội cũng là một cái nơi bóng chuyền của miền Bắc. Việt Tây Anh cùng với Bắc Ninh. Bạn nào đánh anh? Sao mới xem được áo vàng? Không thành công. Điểm cho Bắc Ninh 3-0. Chỉ đó là 4-3. Bắc Ninh phân bóng ra ngoài, điểm cho Gia Lâm 4-0. Vẫn còn. Vâng, Bắc Ninh đã đánh bóng. Và lỗi kỹ thuật điểm cho Gia Lâm 5-4. Cứ như sân chùa. Điểm cho Bắc Ninh 5-0. Còn Thanh Thì bên phía Bắc Ninh còn rất cao, tuy nhiên là pha kết thúc trong tình huống vừa rồi đã không qua lưới. Điểm Gia Lâm 6-5. Điểm cho Bắc Ninh 8-7. Chưa được. Sai rồi. Điểm cho Gia Lâm Hà Nội 8-0. Chắn bóng tốt. Điểm cho Gia Lâm 9-8.
Dân lên phát bóng. Đắc Minh đánh bóng ra ngoài rồi, điểm cho Gia Lâm 18. Đó rồi. Điểm cho Đắc Minh. Chén bóng tốt, điểm cho Đắc Minh ngay đây. Chén lưới vợ thằng kia vùng quanh đánh ở làng thì không làm đánh tốt. Đây là biển thôi. Đập cho điểm cho Đắc Minh. Quay một quay. Nhớ chụp. Đắc Minh thắng thắng ra ngoài điểm cho. Gia Lâm, tiếp tục. Đánh bóng cặp tay ra ngoài. Điểm cho Gia Lâm 12-11. Gia Lâm phát bóng xuống qua lưới, điểm cho Bắc Ninh 12-2. Bắc Ninh phát bóng rất mạnh. Đánh bóng xuống qua lưới rồi, điểm cho Bắc Ninh 13-12. Đánh bóng không qua lưới rồi, điểm cho Bắc Ninh 14-12. Đánh bóng không qua lưới rồi, điểm cho Bắc Ninh 15-12. Bắc Ninh phát bóng ra ngoài rồi, điểm cho Gia Lâm 13-15. Bắc Ninh bỏ bóng không qua lưới, điểm cho Gia Lâm 14-15. Gia Lâm phát bóng rất mạnh. Bắc Ninh phạm lỗi kỹ thuật rồi, điểm cho Gia Lâm 15-15. Không được rồi, điểm cho Bắc Ninh 16-15. Bắc Ninh phát bóng ra ngoài rồi, điểm cho Gia Lâm 16-15. Quá uy lực. Bỏ bóng tốt, để cho Bắc Ninh 17-16. Cao, cao rồi. Bắt đấy. 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 Cái thằng này đi. Em đi. Nó đã bóng chết. Để cho Gia Lâm đưa lại một tá. Cho Gia Lâm 18 đây. Gia Lâm 8
Được, cho ra lưng, hai vũ em về đó. Đánh bóng trong sân.